Hương sẽ hướng dẫn các chị sử dụng chân vịt giả vá sổ nhé. Hai cái chân vịt này là chân vịt giả vá sổ. Nó sẽ có cái thanh chắn ở đây này, thanh chắn ngay giữa này, và có cái thanh chắn đây. Tương tự cái này cũng y như vậy luôn. Mục đích để cho nó giữ cái vải nó không bị co đó, đè lên cái vải này, xong nó đàn cái sợi rích rắc ra. Thanh chắn thì giúp mình căn thôi. Với cái chức năng giả vắt sổ ở máy này và kể cả các máy khác, các chị sẽ chọn cái đường rích rắc có cái độ rộng to như thế này. Nó là đường rích rắc nét liền và có độ rộng lớn như thế này nhá. Các máy hầu như nó đều có cái đường này đấy. Máy gia đình đều có. Với cái dòng máy Jaguar, đây là Jaguar KH3100, thì cái này nó sẽ điều chỉnh được mau thưa và độ rộng rích rắc. Giả vắt sổ đẹp thì mình sẽ chọn cái đường mà có cái độ rộng rích rắc to, còn mau thưa thì mình sẽ để quanh quanh tầm từ 2 đến 3 nhé. Với các chị mà lần đầu sử dụng chân vịt giả vắt sổ, mình chưa chắc chắn được cái cách dùng, thì sau khi lắp chân vịt và chọn đường may điều chỉnh mau thưa độ rộng rích rắc, mình sẽ xoay thử bánh đà như thế này. Mình xoay xoay khoảng tầm 1-2 vòng gì đấy, mình thấy cái kim nó chạy lên chạy xuống, nó không đâm vào chân vịt thì lúc đấy mình chạy nhé. Còn khi may thì mình sẽ căn mép vải vừa chạm nhẹ vào cái thanh chắn đen này, nó căn để giúp mình chạy cho thẳng. Đấy, mình chạy thôi. Mình cứ căn như vậy thì vắt sổ nó mới đều được. Mau thưa thì mình sẽ tùy ý điều chỉnh, nhìn thấy đẹp là được. Cái đường vắt sổ chạy ra nó sẽ ôm cái mép phải như thế này nha. Đó, cái đường xích xác nó ôm hết phải như thế này.